Công ty của Hương Giang nhận án phạt vì tổ chức cuộc thi hoa hậu trái phép. Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu chuyển giới 2023 dừng ngay tại thời điểm kiểm tra nhưng đơn vị không chấp hành. Ngày 18 tháng 5, tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội ở trung tâm báo chí Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Kiệt, trưởng phòng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đã xử phạt hành chính 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi. Miss International Queen, đại sứ Hoàng Mỹ, trước đó được cộng đồng mạng biết đến là Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, do Hương Giang đứng đầu, trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, theo Nghị định 38 của Chính phủ. Về phía đại diện công ty của Hương Giang cho biết, đã làm việc với sở và tiến hành nộp phạt. Trước đó, tối ngày 8 tháng 4, cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023, Đại sứ Hoàng Mỹ, tổ chức đêm chung kết trao giải tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi do Hoa hậu chuyển giới Hương Giang tổ chức, được thông báo thực hiện dưới dạng chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là hoạt động khi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Trên fanpage Miss International Queen Việt Nam cũng có bài đăng khá dài của ban tổ chức cuộc thi về việc đêm chung kết hôm 8 tháng 4 bị phạt do không được cấp phép. Trong bài viết này có đoạn, ban tổ chức đã cầu thị, lắng nghe những giải thích về lỗi sai phạm, cũng như được hướng dẫn cần phải thực hiện những thủ tục theo quy định khi tổ chức chương trình. Qua thực hiện chương trình, ban tổ chức đã nhận thức được lỗi sai phạm, thiếu sót khi thực hiện chương trình Miss International Queen Việt Nam, Đại sứ Hoàng Mỹ và đã nghiêm túc chấp hành thực hiện quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé